Nếu các bạn muốn mua robot, hãy truy cập ngay bánrobot.vn, nơi bán robot an toàn, giá rẻ, uy tín nhất. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Blockroot nha mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay lại những cái clip mà khá là lâu rồi mình không có làm. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay lại với chương trình lượm trái quỷ, đánh hải tặc trên biển và random trái quỷ ngẫu nhiên để xem coi mình sẽ là gọi là tìm kiếm được những trái quỷ gì ha mọi người. Thì lý do tại sao mình muốn quay lại làm những cái video gọi là random và này kia các trái quỷ thì do là mấy bạn cũng biết là ở cái video trước mình bị lag, không hiểu lý do tại sao mình không lượm được trái quỷ. Thì ngày hôm nay mình sẽ thử test lại coi mình còn bị lag như vậy nữa hay không. Và một phần là cũng khá lâu rồi mình không làm những cái video như thế này. Thì ngày hôm nay có thể là 4 trái hoặc 5 trái mọi người, sẽ là nhặt hai trái này, nhặt hai trái trên đâm một cái và đánh hai tập trên biển một cái nha mọi người. Để coi thử coi ngày hôm nay mình có may mắn khi mình quay lại làm những cái video gọi là tìm lượm trái quỷ này kia không á. Hoặc là trong cái thời gian chờ game update thì chúng ta có thể làm những cái video như thế này cho các bạn xem chơi vui vui. Thì đầu tiên thì trái quỷ nó đã xuất hiện rồi. Thì bây giờ mình sẽ gọi là lấy cái trái, mình sẽ lấy cái trái trái cổ đi tìm đi ha. Lấy trái cổ đi tìm cho nó nhanh nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ cầm trái cổ đi tìm. Cái coi thử cái trái đầu tiên thì mình sẽ tìm một cái gì đây. Ở bên đây luôn, chúng ta không cần phải di chuyển cái cửa làm gì. Thì video trước đó, mọi người thấy là mình bị lỗi trái độc, mình không lượm được, cuối cùng là bị mất luôn mọi người ạ. Mình lại đứng kế bên trái độc, cái mình lượm trái độc xong mình reset cái tự nhiên nó lại lượm lên người xong bị mất luôn. Đó, mấy bạn đây, mình cho mọi người coi, mình đâu có trái độc trong người đâu. Đây, mình không có trái độc nha mọi người. Đó, trái độc ngày kia thôi, không có trái độc, khá là xu luôn. Thì ngày hôm nay mình muốn đi lượm lại coi thử có còn bị lỗi hay không. Nếu mà vẫn còn bị lỗi nữa là do game rồi mọi người ạ. Và một điều đặc biệt là hôm bữa mình ra server thường mình làm những cái video sang multi thì mình bất ngờ mình gặp một người hack, không biết game này nó còn hack nữa hay không. Mình nghĩ chắc là số ít thôi mọi người, không thể nào nhiều đâu, các nó sẽ không quay lại đâu, chắn điều đó luôn. Thì bây giờ coi thử coi cái quỷ đầu tiên, quan trọng là mình có lượm lên được hay không mọi người, quan trọng là mình lượm lên được hay không, đó là trái tuyết thôi, cũng bình thường mọi người. Để coi mình có nhặt nó lên được hay không nhé. Mình vẫn nhặt được nè, vậy là không biết bữa đó mình bị cái vấn đề gì mà mình lại không lượm cái trái quỷ lên được mọi người ạ. Khá là xu luôn, trái băng này không biết có cắt gì được hay không. Vậy là trái quỷ đầu tiên của mình là trái băng, trái này không cắt được rồi. Mình sẽ đem về cái cà phê nhé, xong mình random đi. Ok, sau mình lỡ ngoài này, mình sẽ di chuyển về kho đặt chuẩn bị nha. Mình chuẩn bị xong mình set 3 cái này, set 3 xong mình random trái quỷ thứ hai. Coi thử có 4 trái ngày hôm nay, 4 hay 5 trái gì đó. Coi thử có mình có tìm được cái gì không khi mình quay lại làm những cái video tìm kiếm trái quỷ này kia ha. Bây giờ mình sẽ random nhé mọi người. Hy vọng là random trái gì đó khá là ngon. Hiện tại cái video này là 2 giờ sáng mọi người, coi có bán gì không. Không có bán cái gì hết cả. Có bán cái tơ nè. Con random ra trái gì. Đây, random trái thứ hai á. Trái ánh sáng á. Trời đất ơi, ok. Hai trái đầu tiên của ta, một trái băng, một trái ánh sáng. Đấy, coi thử coi hai trái tiếp theo chúng ta sẽ tìm được cái gì nha mọi người chờ đợi nha. Để coi thử ngày hôm nay khi mình quay lại làm những cái video gọi là tìm kiếm trái quỷ thì mình có may mắn hay không nha mọi người. Cái hải tặc trên biển nó đã xuất hiện rồi mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ thử đánh cái hải tặc trên biển này rồi coi thử coi sẽ được cái trái gì đây. Chắc là nó xuất hiện nãy giờ rồi mà không để ý á mọi người à. Đây, bây giờ mình sẽ qua mình đánh nó nha, coi thử coi kỳ này chúng ta sẽ được cái trái quỷ gì đây. Lâu lắm rồi mới làm là những cái video như thế này mọi người à. Cũng tại vì riết cái trái báo nó làm riết là tôi không muốn làm nữa thôi, chứ không có gì đâu. Trái báo gì mà tìm không biết bao nhiêu không mà không thấy ra cái trái báo. Cái gì vậy, bị lỗi gì vậy, tôi không có tại vì người ta cứ lít trên đầu kia vậy. Cà gai, hy vọng là chúng ta được một cái trái quỷ gì đó nó ổn áp xíu thôi. Cái trái thứ ba nha mọi người, một áp xíu, cảm ơn. Chứ ra cái trái mà si ra củ chuối thì cái ngày mà quay trở lại làm mấy cái video lượm trái quỷ mà ra trái quỷ cùi cùi thì rất kỳ lắm đó. Đây, coi trời nhà nó quýnh mình chết đó mọi người ạ. Con quái này nó cũng không phải dạng vừa đâu nha. Đây. Để xem coi. Được mọi người, trái chấn động á. Gọi là cũng có được một cái trái trên 1 triệu mili rồi, khá là ổn áp.
thì coi như là cũng được đấy, nhưng mà chắc là mình từ từ mình cắt vô để xíu nữa mình tổng kết hết đi, có 4 trái quỷ thôi, để xíu nữa mình tổng kết hết đi, tại vì mình còn chắc là một trái nữa mọi người, một trái hai trái gì đó nữa, có thể là mình làm trái quỷ xong rồi cũng gọi là cái hải tặc trên biển nó cũng gần ra luôn á, mình làm thêm trái nữa xong rồi mình sẽ đánh thêm một cái hải tặc trên biển nữa, thì có thể chúng ta sẽ gọi là tổng kết 5 trái luôn để xem thử coi như thế nào. Bây giờ chúng ta có 3 trái nha mọi người, đó. Ok, cái cây đấy để mình để xếp xếp lên nhìn cho nó đẹp nha. Đó, cái chân động này, cái chân động cho nó không ngã đâu. Ủa, chân động có ngã thì mình sẽ bỏ ra chân động ở dưới đó, ở dưới trước nha. Xong rồi chúng ta sẽ đến với cái trái băng. Đó. Ủa, mấy cái trái này nó ngã, kệ đi, ngã kệ, trái sáng nó không ngã mà nó mấy trái kia nó lại ngã mọi người, ui cười thôi. Để xem coi trái thứ hai chúng ta, trái thứ hai và cũng là trái thứ hai gọi là nó DF, nó xì bao á, cũng là trái thứ tư của cái video này thì chúng ta sẽ tìm một trái quỷ gì nhé mọi người. Chúng ta đã có được một trái quỷ trên 1 triệu Billy rồi, khá ok đấy. Như trái quỷ thứ tư đã xuất hiện rồi nhé mọi người, thì bây giờ mình sẽ đi tìm trái quỷ thứ tư, xong rồi chắc là mình sẽ cho mọi người 5 trái luôn, mình sẽ gọi là thử chờ cái nhà máy thứ hai ra để mình tìm thêm cái trái quỷ từ cái nhà máy gọi là đánh thêm cái lộn cái hải tặc trên biển đó mọi người, để gọi là 5 trái có thử như thế nào. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái trái thứ tư nha. Trái tư là trái quỷ Seabab. Để coi thử coi trái này thì chắc là nằm ở bên mình dự đoán nó là sẽ ở bên cây cổ thụ đi. Không phải cây cổ thụ mọi người, nó nằm ở bên cái đảo bánh rồi. Bây giờ chúng ta có thể chờ xíu đi, chờ cái chiêu C nó hồi lại xong mình sẽ di chuyển qua đảo bánh tìm hết nha mọi người. Coi thử có 5 trái đi. 4 trái thì mình thấy nó lẻ lẻ, xong nghe thì kỳ quá mọi người. Cho 5 trái thì cho nó chẳng chẳng nha mọi người. Tuy nhiên 4 trái nghe nó kỳ quá. Thì chúng ta sẽ đi di chuyển qua đảo bánh ha. Đây 38m luôn, ngay chân mình luôn à. Coi thử coi hôm bữa thì để coi nếu mà mình làm mấy cái clip tìm trái quỷ thì mình có may mắn như cái kiểu mình đi săn multi không. Tôi đi săn multi thì tôi lại tìm ra trái quỷ xịn, mà khi mà tôi đi làm cái clip làm trái quỷ thì ra trái quỷ như cái quần què. Đâu rồi, đâu nhờ trái quỷ đâu nhờ, có nghĩa là nó lại bị lỗi, tôi không lập nữa mọi người, tôi sợ cái chương trình mà bị lỗi. Trời đất ơi, lỗi đi, làm ơn lỗi đi cho tôi đừng lập, sao vậy nó không lỗi đi, cay thế nhờ, ra trái khói à. Cuối cùng thì cũng lả lòi ra một trái quỷ quỳ bắp củ chuối rồi mọi người. Sao chúng ta sẽ đặt hy vọng vào trái quỷ thứ năm. Nói chung là chúng ta có một trái trên 1 triệu Billy thì cũng có gọi là cái để đỡ được xíu rồi ha. À, bốn trái chúng ta này, cái chấn động nè, cái khói nè, cái ánh sáng nè, và thêm một trái đó là trái băng. Tổng giá trị thì cũng ổn ổn á, để nếu mà để đi cài điểm tím thì cũng được á, mình còn 77k điểm tím mọi người ạ. Hiện tại thì chúng ta đang có trái chấn động và trái băng, trái pika thì có giá trị, còn trái khói thì chúng ta bỏ nó qua một bên đi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ trái quỷ cuối cùng từ cái hải tặc trên biển nha mọi người. Chắc mình nghĩ cũng gần ra đó, tầm khoảng nửa tiếng hoặc là 15 phút hay 20 phút nữa nó sẽ ra cái hải tặc trên biển tiếp theo thôi mọi người ạ. Chờ đợi nha. Ôi thì cái gọi là cái hải tặc trên biển thứ hai đã xuất hiện rồi mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đánh cái hải tặc này xong rồi chúng ta sẽ chốt kèo gọi là năm trái quỷ, để coi thử có 5 trái quỷ ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái gì hả mọi người. Đâu cũng khá mình cũng quay lại làm mấy cái video gọi là tìm lật trái quỷ này kia cho mọi người xem. Coi thử ngày hôm nay thì nói chung ngày hôm nay quay lại làm cái video rồi cũng thấy cũng được may mắn tí đấy, thì ra được cả cái trái được 1 triệu Billy, quay lại vừa quay lại làm mà ra được trái được 1 triệu Billy là khá là hên rồi nhé mọi người. Mình thì cũng không hy vọng gì quá nhiều, chứ cũng hơn hôm đầu đó mọi người ạ. Coi coi kỳ này thì chúng ta sẽ đánh hải tặc kinh điển ra được cái gì đây. Thì trước thì đánh được trái chấn động ổng ổng á, kỳ này mà ra thêm được trái nào đó trái cái lớp thôi, mình hy vọng là trái lớp là được rồi mọi người, không cần nhiều, cái lớp là quá đủ rồi. Cái lớp là thấy cũng có gọi là tiêu rồi. Ui giời ơi, ra trái pha con mọi người, còn may mắn rồi. Nói chung thì tổng kết lại ngày hôm nay chúng ta được một trái băng, một trái khói, một trái pika, một cái chấn động và một cái chim cũng khá là ổn ha. Một trái quỷ thì gọi là mấy clip hổng rồi không có làm, thì giờ mình quay lại mình làm thì mình được 5 cái như thế này, khá là ổn á mọi người, chứ không tới đổi mà không có gì mà dùng được. Có những cái clip làm 5 cái mà chả có gì dùng được luôn mọi người ạ. Thôi rồi mình sẽ kết thúc cái clip gọi là lâu ngày không quay lại làm những cái video làm trái quỷ, quay lại làm thì chúng ta cũng có những trái chúng ta dùng được. Rồi cảm ơn mọi người, hẹn mọi người những video sau luôn nha, bye bye.